vượt đèn đỏ và đi sát em đầu ba. Chú ý khi đi qua đường hoặc là các ngã tư gì đó, chú ý cái xe chạy xe bằng hai tay, không nên bỏ một tay khi đang chạy. Và khi làm thì không nên chơi những trò chơi nguy hiểm như bốc đầu và bốc đầu bi. Chào chào mọi người.